Ôi dồi. Ôi dồi. Rạm những con kia nó nhỏ này. Bi của mình sẽ đi đi ra ngoài, đi đến một cái địa điểm hôm bữa trước mà mình đi ngang qua, mình thấy chỗ đó rất là đẹp. Thì mình với Bi của mình bây giờ bắt đầu xuất phát. Bi này nãy giờ nó đứng nó chờ mình ở dưới thuyền này, nắng quá sao anh phi nhảy lên đây lên. Bữa nào mình sẽ làm một cái máy lọc để che cái con thuyền này cho nó mát, chứ không con Bi là nó chịu nóng không được. Đây rồi mình xuất phát. Đây con lại đằng trước kìa. Rồi tạm biệt, hôm nay mình sẽ đi trong ngày, chiều là mình sẽ về lại ở đây. Đi thôi. Bi chào mọi người đi. Hôm nay nước cạn. Nước hôm nay cạn hơn ngày hôm qua. Bi, đi lên con. Bây giờ mình với Bi sẽ dừng chân ở đây. Mình sẽ vô đây mình nấu cơm ở đây. Mình nấu cơm ở đây xong rồi mình mới đi tìm chỗ để mà thả cái hai cái lờ mình mới đưa ngày hôm qua. Bi nó mới vừa đi tắm xong, nó bị nóng á, nó ngồi trên thuyền đi một quãng đường dài nóng, là tới đây là nó nhảy xuống nó tắm à, mà chỗ đây lạ quá, nó không
không phải cái chỗ cái trại sinh tồn của mình á, cho nên là mình phải buộc nó lại cho nó khỏi chạy đi lung tung. Đây bây giờ còn lại đây nha, kiếm kéo và mình chưa bi ăn bữa trưa ở đây. Nướng xong rồi mình sẽ đem lên thuyền, mình đi kiếm cái chỗ mà mình đặt lồng kiếm cá để trưa mình về mình ăn cơm ở đây. Thả xuống này nó sẽ chìm, nó chìm ké nó anh cái tầm sâu anh dưới mặt nước ở dưới mặt mặt đáy bùn á, cho nên là
phải cần hai cục đá này để nó neo lại. Đây là trái sung. Chắc nó quá chắc luôn. Đói bụng lắm đi. Khi mấy trái này nó chín xong rồi nó rớt xuống nước là mấy con cá sóc á, nó hay ăn quả trung sung chín này lắm nè. Ôi, cháy hết không? Hồi nãy giờ mình đi đơm cá bây giờ cơm nó cháy thành tro luôn. Lúc đi là mình đã sợ, mình đã nghĩ là mình sợ cháy rồi. Cuối cùng vẫn bị cháy. Cơm nó cháy khô luôn. Thì than. Ờ, luộc bây giờ mình luộc măng mình ăn đỡ không? Tí nữa nếu có ké thì ăn thêm ké, còn không có thì ăn măng. Sợ rồi, cuối cùng vẫn bị cháy.
Ôi dồi. Ôi dồi. Đây được mấy con? Đây được 4 con. Ui, ui, ui. Đây là con rạm. Con rạm những con kia. Nó nhỏ này.